cùng đào bới ba thời điểm quan hệ tình dục dễ đạt cực khoái nhất. Khi nhiệt độ ấm áp, ngày thứ tư quý giá. Theo bình chọn mới đây của các nhà khoa bọn học, ngày cuối tuần, cùng theo với tâm lý nghỉ ngơi, hormone testosterone của cơ thể con người cũng có xu hướng nghỉ. Buổi sáng giỏi lành.